Tập 10. Ông biết tại sao cháu dẫn ông đến đây không? Nhất Nhất dẫn ông đi gặp bạn Thẩm sao? Không phải bạn Thẩm đâu, ông ngoại. Cháu đâu biết bạn Thẩm là ai. Thôi bỏ đi, ông ngồi xuống đây đi. Nào nào ngồi xuống, nào. Cháu cho ông xem cái này. Phi hạt quyền. Con hạt. Chiêu tiếp theo. Long hình quyền. Long. Long hình. Long hình quyền. Còn nữa. Bật nhảy. Bật nhảy. Ông nhớ ra gì chưa? Dư môn quyền. Dư môn quyền là quyền gì vậy ông? Bệnh tình của ông Hoàng không bị xấu đi. Vậy nhưng mọi người hy vọng ông ấy hồi phục ký ức như trước khi bị bệnh. Từ góc độ của y học hiện nay thì điều này rất khó. Nhưng ông ngoại tôi vẫn có thể nhớ được những chuyện từ rất lâu rồi. Tôi cho rằng tình huống đó chỉ là nhất thời, chứ không phải là ký ức có tính hệ thống. Hôm nay cô hỏi lại ông ấy thì có lẽ ông ấy sẽ không nhớ nữa. Mặc dù nói là nhìn từ góc độ của y học thì rất khó, nhưng mà nghe nói trước khi một người mất đi trí nhớ, người cuối cùng mà họ gặp có thể sẽ có ích trong việc giúp người đó khôi phục lại ký ức. Tất nhiên là đây là kiến nghị của cá nhân tôi để trị liệu cho ông ngoại cô. Nhất Nhất à, mẹ phải lưu lại số điện thoại của bác sĩ. Sau này có chuyện gì con có thể hỏi ông ấy. Đi vậy đi, con dẫn ông ngoại về trước. Lát nữa mẹ còn có việc, con cứ kệ mẹ đi. Chuyện gì vậy? Đừng nói là ngay cả vị bác sĩ kia mẹ cũng không buông tha chứ. Nhìn người ta là biết một nhân tài đấy. Mẹ đi nghe ngóng một chút xem người ta kết hôn chưa. Này không được, không được đâu. Mẹ lại đó xem một chút. Không được, không được mà. Hùng đáng sao? Xin chào quý khách. Mời. Mẹ. Con trai. Mẹ dùng nước hoa mới à? Chẳng lẽ là đổi một anh chàng khác? Thính như mũi chó vậy. Tối mai đi ăn với mẹ ở nhà hàng Hòa Bình. Được thôi, người ta mà không đến thì con mời. Mẹ con mà để ý đến chuyện ai mời sao? Lần này không giống vậy, con muốn thể hiện thành ý mà. Vì tiền con dùng là tiền con đi giao hàng kiếm được. Nếu đã muốn thể hiện tấm lòng thì ngày mai nhất định phải đi rồi. Không ai hiểu mẹ bằng con. Mẹ, lần này đi ăn không chỉ có hai người chúng ta đúng không? Thông minh đấy. Con trai, mẹ không muốn con cứ treo cổ trên một cái cây mãi. Mẹ chỉ muốn con đi trong rừng cây mà quan sát.
Tiếp xúc với nhiều nữ giới cũng đâu có gì không tốt. Mẹ muốn con cưỡi lừa tìm ngựa, cưỡi ngựa tìm lạc đà, lại cưỡi lạc đà tìm voi sao? Lần này lại là thiên kim của ông chủ tịch nào vậy? Hay là trợ lý của tổng giám đốc nào? Dù sao thì cũng hơn là mấy cô gái con tự tìm hiểu bên ngoài. Cái này thì chưa chắc. Ít nhất là mấy cô gái con quen biết bên ngoài sẽ không gì ràng buộc lợi ích mà không chia tay được. Con trai, ngoài lần đó ở Anh ra, trước giờ con chưa từng nói với mẹ là con quen ai. Sao vậy? Có gì mới sao? Phải, con nghĩ con sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi. Thật sao? Thật. Nói mẹ nghe xem, đó là cô gái thế nào mà lại khiến con trai mẹ muốn làm quen? Đó là một cô gái khiến con muốn ổn định cuộc sống. Tiếp tục. Con thấy cô ấy có chút giống mẹ. Trông có vẻ rất mạnh mẽ nhưng thực ra rất yếu đuối, có chút chuộng hư dinh, rất cứng miệng. Nhưng quả thực là một cô gái tốt, đáng để yêu. Con trai, hình tượng của mẹ trong lòng của con chính là như vậy sao? Hơn nữa điểm cô ấy giống mẹ nhất là cô ấy cũng là một người mẹ đơn thân. Con không bị trúng mù mê thuốc lú gì đấy chứ? Con cho rằng mình đang diễn vở kịch thần tượng cô gái kiên cường sao? Một người mẹ đơn thân muốn bước chân vào hào môn, ngay cả phim Hàn Quốc cũng không có loại kịch bản này. Cô ấy không biết gia thế của con, sao con dám chắc chứ? Con quá xem thường phụ nữ rồi. Mẹ, mẹ cũng đừng xem thường con. Có phải là san sẻ tình cảm hoặc là xuất phát từ sự đồng cảm không? Cũng có thể nói vậy. Con nhìn thấy cô ấy sẽ nghĩ đến mẹ. Nhìn thấy con trai cô ấy thì con lại nhớ đến mình hồi bé. Nhớ đến nỗi khổ của một gia đình đơn thân. Chỉ có gia đình đơn thân mới hiểu được. Con nghĩ con nên thay đổi đứa trẻ đó, mang lại cho nó hạnh phúc. Dừng lại. Con nói con muốn làm cho đứa trẻ đó hạnh phúc chứ không phải mẹ nó. Cũng có thể nói vậy. Tình cảm của con người có rất nhiều loại. Tình thương hay sự đồng cảm không có gì là không tốt. Tóm lại là ổn định. Sự kích thích nhất thời của hormone mà. Mẹ, nỗi đau tan nát ruột gan hơn nữa con cũng đã chịu đựng rồi. Bây giờ con chỉ muốn có thể ở bên cạnh cô gái yêu con, ở bên con. Mẹ không đồng ý. Mẹ, đừng xen vào, nghe mẹ nói đã. Mẹ không đồng ý không phải vì cô ta không xứng với nhà chúng ta. Đương nhiên là cô ta không xứng. Mẹ không đồng ý là vì ban nãy con nói con chọn cô ta là xuất phát từ sự đồng cảm và lòng thương. Con trai à, con không thấy làm như vậy quá không công bằng với cô gái ấy sao? Lúc này con chỉ là ví dụ như vậy thôi. Lời vô tâm rất có thể là lời thật lòng. Con trai à, hoặc là con giúp mẹ kiếm tiền, hoặc là con hãy để mẹ thấy con có thể vì cô gái mà con yêu mà trở mặt với mẹ. Đừng có nông nổi như vậy chứ. Ba của Hùng đáng sao? Đúng vậy. Chủ nhiệm khoa gan nói, cậu con trai này từ nông thôn lên đây làm thuê, vì chi phí phẫu thuật rất lớn. Mỗi lần chỉ đủ duy trì tiền thuốc thang thôi, thuốc này cũng không rẻ chút nào. Đứa con trai này dùng tiền để mua thuốc cho ba hết. Hai năm nay có vẻ tiết kiệm được chút tiền, nói là qua Tết sẽ làm phẫu thuật. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ ngay cả thuốc cũng không mua nổi. Còn nói là mấy loại thuốc này không được tính vào bảo hiểm y tế, nếu không đã lấy giúp anh ta rồi. Những gì mẹ nói có đúng không? Mẹ còn cố tình nhờ ba con đi hỏi viện trưởng Lưu bà, lại còn thử bắt chuyện bác sĩ trị liệu ở khoa gan nữa. Ông ta không thể lừa mẹ đâu. Ba con cũng nói, hình như từng thấy Hùng Đáng xuất hiện ở bệnh viện này. Theo mẹ nghĩ, nếu quả thực là cậu ta lấy tiền của ông ngoại con, thì cậu ta đã sớm làm phẫu thuật cho ba rồi. Được, con biết rồi. 6 vạn tệ của ông cụ tôi nhất định sẽ tìm lại được. Không phải là vì cô mà là vì chính tôi. Đợi tôi tìm lại được số tiền đó, tôi nhất định bắt cô quỳ xuống mà xin lỗi tôi. Một, hai,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Cô Dương, cô đếm sai rồi. Vậy sao? Hôm nay cô Dương làm sao vậy? Không biết nữa. Xin lỗi các em. Lại nào. 5, 6, 7, 8. Mấy ngày nay em lại nghĩ lại. Rất nhiều chuyện. Có phải là chúng ta đã áp đặt mấy chuyện lên người cậu ta không? Có thể người ta vô tội thật thì sao? Nói thật thì con cũng không cho rằng Hùng đáng sẽ ra tay với ba chúng ta. Vì con nghe Du Thiến nói mấy người chuyện phát nhanh ở công ty rất quý mến anh ta, nói về anh ta tốt đến mức không thể tốt hơn. Dù danh tiếng tốt nhưng anh ta lại trộm tiền của chúng ta. Bây giờ chúng ta đâu có bằng chứng, cũng đâu kiện được anh ta. Số tiền này anh ta cũng đâu bắt buộc phải đưa. Đó là vì chột dạ, tâm lý của kẻ phạm tội. Không thể dùng lẽ thường mà suy xét. Nhưng anh ta còn giúp chúng ta tìm hung thủ thực sự mà. Nếu nói như vậy, Hùng Đáng không phải người xấu, thì hay là chúng ta gọi anh ta đến để anh ta thăm ông ngoại. Làm gì? Chị thấy cũng được đấy. Anh ta là người ông ngoại gặp cuối cùng trước khi xảy ra chuyện. Nó không chừng sẽ có lợi với bệnh tình của ông, đúng không? Vậy lỡ anh ta nổi lên ý xấu thì không phải ông ngoại sẽ như dê vào miệng cọp sao? Không thử làm sao mà biết. Chuyện này chỉ đành nghĩ tích cực lên thôi. Cậu không đồng ý. Giơ tay biểu quyết, ai đồng ý giơ tay. Được rồi. Thưa các ông, các bà, cháu còn phải tiếp tục đi giao hàng. Đợi vài ngày nữa cháu có thời gian lại tới dạy mọi người được không? Mọi người cứ tự luyện tập trước đi. Cũng mong các ông, các bà tiếp tục ủng hộ chuyển phát nhanh chúng cháu. Có kiện hàng phát nhanh nào nhớ gửi chỗ chúng cháu. Chàng trai trẻ, được rồi. Không có gì, chàng trai trẻ. Anh vất vả rồi, uống chút nước đi. Không sao. Em thấy dạo này tâm trạng anh không tồi. Chủ yếu là vì gần đây công việc bận quá, cũng không có sức mà lo nghĩ chuyện khác. Thật sao? Nhìn gì chứ? Mặt anh lại bẩn rồi sao? Anh cảm thấy hình như anh có số đào hoa rồi. Nói lung tung gì đấy? Gì mà đào hoa với không đào hoa? Thật đấy, trực giác của em rất chuẩn. Em có dự cảm anh sắp phải chạy trốn số đào hoa. Cái tướng thô như anh kiếm đâu ra được giận đào hoa? Hùng Đáng, còn phải đưa danh thiếp sao? Cầm lấy đi. Hôm nay tôi tới đây là có việc công. Cậu Hùng Đáng, chúng tôi muốn mời cậu gia nhập công ty chuyển phát Giai Đức của chúng tôi. Bà lại tới chọc gậy bánh xe à? Sau khi cậu vào công ty chúng tôi chắc chắn không để cậu chỉ đi giao hàng, mà chúng tôi sẽ khiến cậu trở thành nhân viên sáng giá nhất, giúp đỡ cậu, sau này còn đề bạt cậu làm chủ nhiệm, chủ quản hay giám đốc gì đó. Nhưng cái gì tôi cũng không biết. Tiềm năng của cậu lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu có thể một mình gánh vác cả năm tòa của khu Hoa Viên này. Tất cả chuyện phát của các tòa này cậu đều tự mình leo thang bộ. Tôi còn nghe nói cậu tình nguyện mỗi ngày đưa cô bé lên tầng cao nhất, lên lên xuống xuống. Thật là khiến người khác cảm động mà. Được rồi, được rồi, đủ rồi, đủ rồi đó. Không phải đâu, nếu trước đây tôi chưa từng gặp bà thì hôm nay tôi cũng tin lời bà. Nếu các người muốn làm tôi cảm động thật thì làm chút việc thực tế đi. Tìm cửa hàng điện máy, sửa lại cái thang máy ở đây. Mẹ, sao mẹ không đề cập tới chuyện chính nào vậy? Rồi rồi, con nói đi, nói đi. Tên khốn, cô gọi tôi là gì? Nhất Nhất à? Anh Hùng Đáng. Lớn tiếng lên, anh Hùng Đáng. Nói đi. Nếu anh có thời gian thì có thể đi thăm ông ngoại tôi một chút được không? Ông sao rồi? Tỉnh rồi, đã xuất viện rồi. Nhưng mà tình hình không ổn lắm. Vết thương bên ngoài dẫn đến bệnh Alzheimer, chính là bệnh mất trí nhớ của người già. Ông ngoại bây giờ không nhớ được chuyện gì hết. Lúc trước khi ông mất trí nhớ thì người cuối cùng gặp ông là tôi. Cho nên tôi có thể giúp ông, là ý này đúng không?
Anh yên tâm đi. Chỉ cần anh đi thăm ông ngoại tôi, giúp ông hồi phục trí nhớ thì sẽ có thù lao tính theo số lần. Không phải anh đang cần tiền sao? Tôi cần tiền sao? Ý tôi là chúng tôi không muốn nợ anh. Dù sao thì tôi với ông cụ cũng có duyên với nhau. Nếu có thể giúp ông ấy thì tôi rất sẵn lòng. Nhưng mà cô Dương này có thể để tôi đi sao? Mỗi lần thấy tôi phồng má, trợn mắt, không nhiếc móc tôi thì cũng đánh tôi. Không đâu, không đâu. Nhất Nhất cảm ơn cậu còn không kịp nữa là. Đúng không Nhất Nhất? Mau cảm ơn người ta đi. Cảm ơn anh. Đủ rồi, chuyện này tôi nhận lời. Nhưng cô nhớ đấy, không phải vì cô mà chỉ vì ông ngoại cô thôi. Ai muốn anh đến vì tôi chứ? Ngồi ở bên kia là cô gái mà cậu thường cổng lên tầng xuống tầng sao? Cậu xem cậu cũng tốt quá rồi đấy. Hợp đồng này không ký với cậu thì ký với ai nữa? Không, tôi đi thăm ông cụ thôi, ký hợp đồng gì? Không phải, là chuyện đổi nơi làm việc của cậu. Chúng tôi hoàn toàn có thể thông cảm cho cậu. Trước đây cậu với đồng nghiệp có mối quan hệ rất tốt nên cậu không nỡ bỏ đi. Chúng tôi cũng không hề để bụng việc cậu dẫn theo đồng nghiệp cùng qua chỗ tôi. Mẹ, đủ rồi đấy. Đi thôi. Tôi đi đây. Nếu cậu thông suốt rồi, có thể gọi cho tôi. Lúc nào cũng được. Anh Hùng Đáng, em thấy cái gì kia đến đây để chọc gậy bánh xe đúng không? Chị kia là con gái gì ấy sao? Em thấy chị ấy cũng rất được. Cái gì mà cũng được chứ. Đó là một cô gái chanh chua. Trời ạ, anh Nhất, chuyện phát nhanh giai đức cũng đưa ra điều kiện rồi mà anh còn không đi sao? Bây giờ nói thì hay lắm, không chừng đến lúc đó lại dở quẻ. Nhưng như vậy còn hơn ở lại Thế Mỹ. Đúng đấy anh Nhất, Thế Mỹ bạc đãi cậu hay sao? Không, ý em không phải vậy. Ý em là gì chứ? Không phải làm người phải luôn hướng lên trên sao? Đến đâu vẫn là nhân duyên chuyện phát nhanh thôi, có thể cao bao nhiêu. Anh đừng có lừa em, em nghe ngóng hết rồi. Cậu nghe được chuyện gì? Lý Mặc nói giám đốc của giai đức chính là mẹ của mỹ nữ đến lần trước. Đây chính là đào gốc tường rồi còn gì. Mà âm mưu đằng sau chính là tìm con rể. Gì chứ? Anh Nhất, bữa ăn này anh phải mời rồi. Nói gì cũng phải mời chứ anh Nhất. Đúng rồi, có thấy không? Anh Nhất của chúng ta chính là phò mã gia tương lai đấy. Đúng vậy. Anh Nhất, anh mà đi thì nhớ mang theo chúng em nhé. Các cậu ấy đừng có mà mù quá. Tôi đợi Lý Mặc quay về, tôi muốn nghe ý kiến của cậu ấy. Nào nào, uống rượu đi, uống rượu, tiếp tục. Được rồi, mình sẽ nghĩ cách điều đoàn đội của Hùng Đáng đi. Cảm ơn cậu, nào uống đi. Mình nữa, nào nào. Nhất Nhất à, cậu đi xem mắt thế nào rồi? Có thể đừng nói chuyện này không? Các cậu lại nhận lợi ích gì từ mẹ mình sao? Bọn mình là loại người đó sao? Phải đó. Được rồi, được rồi. Mình thừa nhận, mình đã nhận một chút lợi lộc. Nhưng mà mình cũng thật tâm muốn tốt cho cậu mà. Con người của mình trước nay không kháng cự chuyện yêu đương kết hôn. Dù bây giờ không có triệu thụ, cậu cứ nhìn văn văn đi. Bây giờ cũng xem như có chỗ dừng chân. Đúng, mình biết. Mấy người đàn ông mà bọn mình chọn cậu đều không chọn. Nhưng dù sao cũng là do bọn mình chọn mà. Không phải là không ưng, mà là do mình nghĩ hai người các cậu có thể có lựa chọn tốt hơn như vậy nữa. Bất luận thế nào thì thái độ của bọn mình rất tích cực. Cậu xem cậu đi, không có chút thành ý nào cả. Cậu nghĩ thử đi, mấy năm sau nếu cậu vẫn cứ một mình, còn mình và Văn Văn thì sao? Đang nói chuyện cái eo của chồng này, sữa bột này, tả lót của con này, rồi mẹ chồng hay nói linh tinh cái gì. Chỉ có mỗi mình cậu. Buổi tối đi đâu uống rượu, cậu thấy có ổn hay không? Vẫn ổn. Bọn mình không ai đi với cậu nữa. Mình nói cậu nghe, một khi phụ nữ có gia đình rồi thì gia đình chính là số một. Đến lúc đó thì sao? Chúng ta sẽ không có tiếng nói chung nữa. Cậu nói xem quan hệ với chúng ta còn tốt được không? Đến lúc đó quan hệ nhất định ngày càng xa cách. Lại còn ngày càng xa cách cơ đấy. Nghe là biết mấy lời này do mẹ mình dạy cậu. Mỗi lần cậu nói dối thì trên mặt sẽ viết hai chữ: nói dối đấy.
Dương Nhất Nhất à, chúng ta nói rõ ràng chuyện này đi, phân tích rõ ràng lợi và hại thì thực sự cậu cần cho bản thân mình một cơ hội. Cơ hội gì chứ? Vậy cậu không yêu đương gì để làm kẻ độc thân phá hoại môi trường sao? Là sao? Trưởng thành xinh đẹp yếu điệu, càng nhiều tuổi thì càng có sự quyến rũ của phụ nữ, nhưng mà vẫn cứ không muốn kết hôn. Đàn ông mà nhìn cậu bằng cái nhìn xấu xa, ai cũng muốn thử một chút. Còn cậu thì sao? Không vừa ý ai cả, luôn cự tuyệt người ta, khiến người ta nhìn được nhưng không chạm tới được. Vì vậy nên người đó buồn, đồng thời mất hết tự tin. Đây chính là sự độc thân gây nguy hại cho xã hội. Không phải mình kết hôn hay không thì có quan hệ gì với người khác chứ? Thì mình cũng chỉ nói một chút hiện tượng phổ biến của xã hội thôi mà. Ai thích phổ biến thì cứ phổ biến đi, dù sao mình cũng không phải kiểu người phổ biến. Được rồi, vậy cậu đừng đi xem mắt với các dì nữa. Thật sao? Mình với Nguyệt Nguyệt tìm cho cậu. Người mà hai bọn mình tìm nhất định ổn hơn người mà dì tìm. Ít nhất bọn mình biết sở thích của cậu, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Đúng cái gì? Từ bây giờ cậu có hai con đường. Một là đi xem mắt với người mà dì tìm, không thì đi làm quen với người mà bọn mình tìm cho cậu. Cậu chọn đi. Đúng, nếu cậu không muốn ông ngoại dính vào chuyện này thì chỉ có hai sự lựa chọn. Thật bị ổi, lại còn lôi cả ông ngoại mình vào. Như vậy đi, bây giờ bọn mình tìm đối tượng thì cần một thời gian, thì coi như cho cậu thư giãn đi. Chiều mai cậu giúp mình trông bối bối một lát. Buổi chiều bối bối không đi học. Nó không đi học nhưng mình đi mà. Mình đã bảo Nguyệt Nguyệt giúp cậu đổi tiết rồi. Ngày mai tổng công ty mình có cuộc họp. Nói cái gì mà muốn phát triển một hạng mục chuyển phát mới. Cái gì mà tặng quà hay là tặng tiền ấy. Mình cũng không biết họp đến mấy giờ. Không đúng, vậy ba mẹ cậu đâu? Họ đi du lịch rồi. Sau đó mình cũng nói với dì Trương, nhờ dì ấy trông giúp nhưng người ta không nhận lời. Cậu nói xem mình cũng lo lắng lắm. Thôi thì cậu giúp mình trông bối bối. Mình mà họp xong lập tức đón nó đi. Sao cậu không nhờ Tôn Nguyệt trông? Mình phải làm sổ sách mà, không phải tới cuối tháng rồi sao? Có bối bối sao mình làm được? Dù sao nếu cậu không đi trong bối bối thì cậu cũng phải đi xem mắt mà. Mấy giờ bối bối tan học? Nào cạn ly. Nào nào nào. Mình nhất định sẽ đón đúng giờ. Cậu nói với mình mấy giờ là được. Ông ngoại, nể mặt cháu ăn một chút đi. Cháu nấu dở chết đi được, ông không ăn. Cháu cũng muốn nấu ngon một chút, nhưng cháu đâu có biết nấu. Ông ăn một chút đi có được không? Già hay trẻ đều không thích ăn. Tại sao cứ bắt ông ăn chứ? Ai nói là già hay trẻ? Mình biết ngay là mình quên mất chuyện gì mà. Mình phải đi đón bối bối. Ông ơi, cháu đi đón bối bối một lát, cháu về ngay thôi. Cháu mà đi, ông càng không ăn. Ông ngoại à, ông đừng làm khổ cháu nữa mà. Không kịp mất rồi. Ông ăn cơm đi có được không? Cháu đi trước đây. Cháu mà đi là ông chơi với bọn nhỏ khác đấy. Ông ngoại à, cứu cháu đi. Nếu lỡ lát nữa không thấy bối bối thì phải làm sao? Sao lại tới đây? Không phải cô nói nếu tôi không bận thì đến thăm ông cụ sao? Vừa hay chiều nay tôi được nghỉ. Mau vào đi. Ôi anh bạn thân mến, tôi phải đi đón một đứa bé. Phiền anh chăm sóc ông ngoại tôi một chút. Cơm trên bàn, anh bảo ông ngoại tôi ăn nha. Tôi sẽ về ngay thôi. Đột nhiên thấy anh đẹp trai thật đó. Thần bí thật. Ông ơi, ông ơi, là cậu sao? Ông còn nhớ cháu sao? Cậu là cháu là ai hả ông? Ông ơi, ông nghĩ kỹ lại xem. Cháu chính là người đã đưa ông đến bệnh viện. Tôi chưa từng đến bệnh viện mà. Ông từng đi rồi. Ông quên rồi sao? Không nhớ ra nữa rồi. Thôi bỏ đi không sao. Không nhớ ra cũng không cần mệt đầu nữa. Nào, ông ơi, chúng ta ăn cơm trước đã. Nào. Bác Tài, đợi một chút. Dạ được.
Bối bối, Di Nhất Nhất, Di Nhất Nhất, bối bối về nhà thôi. Xin lỗi cô giáo, tôi đến muộn. Người ta già rồi mà mỗi ngày vẫn đến đón cháu đúng giờ. Mấy người trẻ các cô cũng phải có trách nhiệm một chút chứ. Thôi được rồi, về đi. Cảm ơn cô giáo, tạm biệt. Đi nào. Di Nhất Nhất, sao bây giờ dì mới đến? Dì có chút chuyện. Di Nhất Nhất, xe máy của dì đâu? Chú cảnh sát quy định rồi, nếu mang theo trẻ em thì không được đi xe máy. Có quy định này sao? Không có à? Phi hạt quyền là một quyền trong nam phái hạt quyền, mô phỏng theo động tác bay, lượn, dương cánh tấn công của con hạt. Hổ hình quyền là loại quyền pháp đặc biệt xây dựng dựa trên 12 con giáp, lấy việc phỏng theo dáng trẻ con hổ làm nền tảng. Thiên địa hợp nhất, âm dương ngũ hành là quan điểm cơ bản, để theo đó mà rèn luyện một quyền pháp đặc biệt. Bật chân khởi nguồn bên kênh rạch sông Hà Nam, bật chân bị cố ý nói thành đàm thoái. Hai cánh tay như cánh cửa, hoàn toàn đánh bằng chân. Bật chân có thể như bốn cánh tay, người hay quỷ đều không đỡ được. Ngầu quá đi. Con nhà ai đây? Con trai Đào Văn đấy. Là ai? Nhất Nhất, bạn học của cháu được đấy, công phu thật tốt. Ông hỏi cháu, cậu có biết chưởng hoàng ni âm của Võ Đan không? Cháu không biết. Tôi đánh thử cho cậu xem nhé. Dạ vâng. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ông ngoại, ông nghe cháu nói đi. Tắm cho sạch rồi cháu mua đồ ăn ngon cho ông có được không? Anh được đấy, sao anh làm được vậy? Tôi muốn ông đi tắm còn khó hơn cả lên trời ấy. Vậy mà anh chỉ nói hai ba câu đã dỗ được ông. Cái này phải có biện pháp, sao mà cứng rắn được. Hùng Đại Hiệp, Hùng Đại Hiệp, mau đến đây đi. Sao vậy bối bối? Chú còn lợi hại hơn cả Hùng Đại Hùng Dị, nên chú là Hùng Đại Hiệp. Già trẻ anh đều ăn sao? Tôi là người ai gặp cũng thích mà. Hoa gặp hoa nở nữa sao? Tôi dạy cô nhé. Người già ấy mà, phải dỗ dành. Nếu không sao lại không gọi là đứa trẻ lớn chứ. Thực ra bây giờ trí não của ông ngoại không tốt thì cô lại càng phải dỗ dành. Giống như kiểu đối với con quỷ nhỏ như bối bối đây, thì cô không thể coi nó là con nít, mà phải tôn trọng nó, coi nó như anh em, có đúng không? Nào. Được rồi. Mùi gì thơm vậy? Cô không nói tôi cũng quên mất còn đang kho thịt. Cháu muốn ăn thịt kho tàu. Anh còn biết kho thịt nữa sao? Cho đường chưa? Còn món cuối cùng nữa. Trông rất ngon đấy. Không được bóc tay ăn vụng, nhưng được dùng đũa ăn. Nào, cháu cũng thử một miếng. Tôi nói sao cô lại ăn vụng như trẻ con vậy? Thịt kho tàu, ông thích ăn thịt kho tàu nhất. Nấu thêm một món canh nữa nhé. Đủ rồi, đừng nấu nữa. Nhất định phải ăn canh. Canh là món nhiều dinh dưỡng nhất đấy. Hơn nữa bây giờ ông ngoại cần bồi bổ thân thể. Bối bối cũng đang tuổi lớn, bọn họ đều cần dinh dưỡng. Mọi người ăn trước đi. Dì ơi, Hùng Đại Hiệp là bạn trai dì sao? Không phải, phụ nữ đều nghĩ một đằng nói một nẻo. Chứ thật ra nói không thích chính là thích. Cái đứa nhóc quỷ này, mau ăn đi. Alo, xin chào, đây là công ty chuyển phát nhanh. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh? Xin chào, đây là công ty chuyển phát nhanh. Dạ được, xin anh đợi một lát. Xin hỏi đơn hàng của anh số bao nhiêu? Thì chủ tịch không ở đây, bà ấy đi Thượng Hải rồi. Nghe nói đi xem mắt cho thái tử gia của chúng ta đấy. Thật không? Các cô có ai nhìn thấy thái tử gia của chúng ta chưa? Đừng nói là chúng tôi, mà ngay cả thư ký của chủ tịch cũng chưa từng nhìn thấy. Nghe nói trên bàn làm việc của chủ tịch trước giờ chưa từng bày ảnh của thái tử gia. Thật sao? Có vẻ là sợ mấy nữ nhân viên sẽ ôm mộng làm cô bé lọ lem. Điều kiện tốt như vậy thì tất nhiên phải đề phòng mấy kẻ âm mưu khó lường muốn một bước lên trời. Ai mà không hy vọng tìm được người đàn ông ưu tú có cuộc sống tốt chứ? Không phải Lý tổng của chúng ta cũng đã bắt lấy cơ hội tốt thì mới có hôm nay sao? Hơn nữa, dựa vào cái gì mà nói người thích thái tử gia thì nhất định phải nhìn vào gia thế? Chẳng lẽ bản thân anh ta không có sức hút sao?
mỗi người một số phận. Có những người cho dù là có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, rơi vào miệng người ta thì người ta cũng không biết ăn. Cô ta là ai chứ? Người của bộ phận nào vậy? Cậu bạn nhỏ, cái này là của ông. Cháu phải kính lão. Ông ơi, cái này là của cháu mà. Ông phải thương trẻ. Là của ông, của ông, của cháu. Của ông, của cháu, của ông. Được rồi, đừng cãi nữa. Nếu không thì ai cũng không được ăn đâu. Được rồi, mỗi người một miếng đi. Cháu muốn xem hoạt hình. Cưỡng ép là yêu thương. Cưỡng ép là yêu thương. Cháu muốn xem hoạt hình. Nếu mất vali thì tôi sẽ bị ông chủ đuổi. Càm ràm là yêu thương. Phim hoạt hình. Suốt cuộc là cái thời tiết gì vậy? Dược phẩm Hoàng Hải Thanh Đảo. Mỗi ngày đều trân trọng sinh mệnh. Được rồi, cả hai người đừng xem nữa. Đi, thay quần áo, đi giày vào, dẫn hai người đi nơi khác chơi. Đi chậm thôi. Cảm ơn anh. Còn giả vờ khách sáo với tôi làm gì? Tôi nói một đằng, anh nghe một nẻo đi. Đừng tưởng là thật. Ông ngoại, mau đi thôi. Nhất Chức và Bối Bối còn đợi chúng ta ở bên kia. Sao vậy ông? Hình như ông đã từng đến nơi này, nhưng ông nhớ mãi không ra. Sao mình lại đến đây? Không sao đâu ông ngoại. Ông nhớ ra được thì cứ từ từ nghĩ. Lúc nào ông nhớ lại thì cháu nhất định sẽ đến cùng ông một lần nữa. Nào đi thôi, chúng ta qua bên kia đã. Đào Văn à. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Hùng đáng. Cô yên tâm đi. Bối Bối là chuyện riêng của cô. Ở công ty tôi sẽ không nhắc đến. Vậy mình đi trước đây. Đi nào. Lên xe đi. Chào chú, chào dì đi. Chú ơi, dì ơi, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Lái xe cẩn thận nhé. Đi thôi, đưa ông ngoại về nhà nào. Đi nào ông ngoại. Uống ít nước đi. Cảm ơn anh. Cô đừng cảm ơn tôi nữa. Mỗi lần sau khi cô cảm ơn tôi thì nhất định còn chuyện khác. Anh đưa số tài khoản cho tôi đi. Ngày mai tôi sẽ trả tiền cho anh. Cô tin tôi rồi à? Thì anh cứ cầm lại số tiền trước đi. Hay là thôi đi. Lỡ ngày nào đó cô đổi ý đòi lại thì lúc đó tôi không chắc sẽ đưa lại đâu. Trong mắt anh tôi là kẻ bị thần kinh vậy sao? Nếu không phải nể mặt mũi ba của anh thì tôi còn lâu mới trả lại tiền anh. Liên quan gì tới ba tôi? Không phải tôi cố ý nghe ngóng đâu. Mẹ tôi lúc ở bệnh viện nhìn thấy anh đi mua thuốc cho ba. Không phải tôi cố ý thăm dò đâu. Không sao. Nhà ai mà không có mấy chuyện khó nói. Không phải ông ngoại cô cũng mắc bệnh sao? Thông cảm cho nhau một chút mà. Nhà anh chỉ có mình anh à. Mẹ của anh đâu? Mẹ tôi qua đời lúc tôi 10 tuổi rồi. Chả trách có thể nhẫn nhịn như vậy. Rất giỏi đấy.
Một người đàn ông không muốn đôi co với cô thì trong mắt cô là vậy sao, phải không? Không phải vậy. Thực ra tôi cũng không tốt hơn anh bao nhiêu. Lúc nhỏ tôi, ba mẹ đã ly hôn rồi. May mà ông ngoại thương tôi. Vậy nên ai dám đụng tới ông ngoại thì tôi nhất định sẽ xử hắn. Hai người không có quan hệ gì, lại ở đây kể khổ với nhau, buồn cười nhỉ. Cũng đúng. Rồi, tôi đi đây. Đừng quên gửi tôi số tài khoản của anh nhé. Sao mà tôi trả anh tiền mà cứ như đi cầu xin anh vậy? Bây giờ khám bệnh hay mua thuốc đều cần rất nhiều tiền. Cô nhớ lấy. Thứ nhất, chuyện nhà tôi không liên quan gì đến cô. Thứ hai, để tôi điều tra rõ ràng chuyện của ông ngoại thì số tiền đó tôi sẽ bắt cô trả lại từng đồng một. Còn phải đợi điều tra rõ chân tướng mới lấy lại tiền sao? Mình tin anh ta đến 99% rồi. Nếu không thì việc gì mình phải trả lại tiền cho anh ta chứ? Có lẽ cái anh ta muốn là cậu tin anh ta 100% đấy. Vậy thì cũng phải tìm thấy hung thủ thật sự trước đã. Tìm được hung thủ và trả lại sự trong sạch cho Hùng Đáng là hai chuyện khác nhau. Quan trọng là bây giờ cũng đâu có kẻ tình nghi nào khác đâu. Cậu nói xem Hùng Đáng làm vậy có phải là muốn mình áy náy không? Mình biết cậu mười mấy năm rồi, nhưng lần đầu tiên thấy Dương đại tiểu thư vì một người đàn ông mà rối ruột rối gan như vậy đấy. Thực ra anh ta nấu ăn rất ngon. Đúng rồi, chiều nay mình đến nhà Triệu Thụ. Đi làm gì? Gặp lão Phật gia. Có cần mình cho cậu thêm can đảm không? Được rồi. Mình nói cậu nghe, nếu cần phải ký hiệp nghị trước hôn nhân nhé. Được gọi là trước làm tiểu nhân sau làm quân tử. Chứ nếu như kết hôn xong mà cậu muốn nổi dậy thì lúc đó cũng muộn rồi. Đàn ông ấy à, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ hướng về ba mẹ của anh ta. Nhà người ta là người nhà, cậu chỉ là người ngoài. Còn ngược lại, nếu như anh ta tốt với cậu thì cậu cứ tiến tới đi. Còn anh ta mà không tốt với cậu thì liền chia tay, nghe rõ chưa? Mình nói này nhất nhất, cậu nghĩ xa quá rồi đấy. Chuyện này không nghĩ xa mà được sao? Mình nghĩ cho cậu cả đấy. Mình nghĩ là lát nữa cậu đưa mình qua đó thì cậu lái xe mình đi đi. Mình ở lại đó ăn cơm. Buổi tối mình sẽ nhờ Triệu Thụ đưa về. Cậu đi một mình được không? Hay mình đợi ngoài cửa, lỡ có chuyện gì cậu la một tiếng mình xông vào. Đừng đừng đừng, mình nghĩ mình đi một mình vẫn được. Nếu cậu ở đó thì tình huống sẽ càng tệ hơn đấy. Cậu có lương tâm không vậy? Không đúng, cậu không cho mình đi. Sao cậu không nói sớm? Mình cũng đi đến đây rồi. Mình cũng mới nghĩ ra thôi mà. Không đáng tin. Vườn hoa của Sơn đang đang nở rồi. Nở ra hoa màu đỏ tươi thắm. Mao chủ tịch lãnh đạo chúng ta đấu tranh giành lại tự do. Mẹ, đây là Nguyệt Nguyệt. Cháu chào dì. Đây là chút tâm ý của cháu. Nào, hát với dì đi. Dì à, cháu không biết hát. Đại Xuân biết. Đại Xuân có thể hát với mẹ mà. Dì à, cháu biết hát một bài. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cậu bé này mà thành tâm thành ý sao? Kiểu thành ý này mẹ không chấp nhận nổi. Không phải đâu mẹ à, dì à cháu. Mẹ à, Quyền Nguyệt hát rất hay mà. Hay là đổi bài khác rồi hát mẹ nghe đi.
Không phải em đã nói em chỉ biết hát một bài này thôi sao?